Nếu nói về âm nhạc của hồi ức, rất nhiều người sẽ nghĩ tôi sẽ nói về một bản nào đó từ rất là xa xưa. Nhưng có lẽ nên bắt đầu từ một cái gì đó mà thế hệ tôi còn có thể nhớ được. Một giai điệu, một bức tranh nào đó mà trí tưởng tượng của trẻ con từng vẽ ra trong đầu. Và tôi sẽ không bắt quý vị phải nghe một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi nghĩ là cái một trong những nhạc phẩm cho thiếu nhi mà đẹp thật sự, để gọi là một tác phẩm không phải âm nhạc mà tác phẩm hội họa trong trí tưởng tượng của chúng tôi lúc đó, chính là Trường Làng Tôi. Đứa nào cũng phải học hết. Và cái thế hệ của chúng tôi khi mà vào những năm 80 đất nước đã hòa bình thì không biết như thế nào là ly loạn và mất mát. Bức tranh cứ thế được vẽ ra y như là trong sách tiếng Việt của lớp 1 vậy đó. Một ngôi trường, hai cái trái đơn sơ, một con đê quanh quanh, những mái đầu thơ bé của một tuổi thơ nào đó. Và sự nhạy cảm âm nhạc của đứa trẻ đã được đánh đồng khi cái điệu van như một cái trò chơi đồng dao trẻ con đó, nó đột nhiên nó ly điệu và chuyển vào một gam màu tối hơn một chút xíu, như một dự cảm, như thể trời sắp mưa thì mây sẽ sáng, như thể phía sau hòa bình có thể là chiến tranh. Và chúng tôi cứ tiếp tục học hát bài hát đó, nghêu ngao hát tiếp cho đến ngày chiến cuộc tan tành, quân Pháp lên đốt tan trường tôi. Điệu van cứ đu đưa tiếp tục vẽ lại một ngôi trường không rõ còn hay mất, nhưng tác giả chỉ nói là tôi sẽ nhớ mãi trường ơi. Xốn sang và xót xa đầu tiên của những đứa nhỏ học lớp 1, lớp 2 của chúng tôi đã được vẽ nên. Và tôi không biết người tác giả, mà tôi gọi là họa sĩ âm nhạc nào, đã vẽ nên bức tranh vừa yên bình mà vừa đau thương đến như thế. Lớn một chút thì tôi bắt đầu lưu tâm đến những lời mẹ tôi ru. Mẹ tôi là con gái Hà Nội, nhưng mà bà ngoại tôi là người Bắc Ninh, cho nên mẹ tôi sẽ ru quan họ Bắc Ninh. Và tôi nhớ một cái giai điệu rất đặc biệt, và tôi vẫn tưởng rằng đó là dân ca. Nó cũng đều đặn như một chất liệu dân ca quan họ Bắc Ninh, cho đến khi bức tranh lại được vẽ nên. Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần, tương lai con đẹp lắm. Mẹ ngắm con cười, ru hời hời ru, tương lai con đẹp lắm. Bố mẹ tôi vẫn cứ nói với tôi như thế, rồi con sẽ như thế này, rồi con sẽ như thế kia, con sẽ làm được điều này. Bố mẹ tôi vẫn mơ rằng là tôi sẽ lớn lên, đặc biệt là bố tôi rất là muốn tôi lớn lên thành một cô giáo dạy dương cầm, vì ông bảo là cái dáng con gái mà ngồi ở bên đàn là chết con trai nhà người ta. Bây giờ thì chán con gái ngồi và làm nhiều thứ khác nữa lắm mới chết con trai nhà người ta, mà quan niệm của ba tôi ngày xưa thì khác. Và tôi nói không, con không muốn học đàn, tại học đàn khi bạn là một đứa con nít hiếu động thì bạn không có muốn ngồi bên cây dương cầm. Và tôi cứ thắp nhang ở trước cây dương cầm và lạy là cô giáo của tôi một ngày sẽ đi lấy chồng và bỏ nghề dạy. Tôi rất ghét chơi đàn lúc đấy. Cho đến khi ông không thuyết phục được tôi, thì mỗi buổi chiều ông đi làm về, ông sẽ mở cái nắp cây đàn piano và ông tự mổ cò. Và ông nghêu ngao những bản nhạc của thế hệ ông. Và cố thuyết phục tôi là con gái đàn piano đẹp lắm. Ba tôi ngồi lọng cọc những ngón tay chỉ quen đánh mấy chữ thôi, cho tôi thấy ông từng chơi phong cầm và harmonica. Cho nên ông lọng cọc thì ông chơi piano, và lúc đó ông bắt đầu hát. Đêm qua mơ dáng em đang ung đàn. Rồi ông quay lại, thấy chưa? Con gái đàn piano á là người ta tương tư cả đời. Tôi không biết rằng là mình đã gieo được tương tư cho ai. Nhưng trong suốt cái hành trình sau đó tôi lớn lên, tương lai tôi có đẹp như mẹ tôi đã tưởng ngày đó không? Mùa xuân kia tôi có góp phần hay không? Tôi chỉ biết thi thoảng có một ai đó sẽ nói tôi đã mang ánh sáng đến với cuộc đời họ. Đối với tôi đã là một lời khen lớn lắm rồi. Như thể một cách khen định đàn bà và tôn vinh đàn bà mà chỉ có người họa sĩ trong âm nhạc có thể vẽ nên được.
anh như lầu vắng, em như ánh trăng. Đối với tôi đó là câu văn đẹp nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Tôi nghĩ đến những tòa biệt thự cổ ở trên đồi ở Đà Lạt. Nó cổ và đã lâu người ta không ở đó, đến nỗi những cái cánh cửa sổ bằng gỗ đã được dỡ đi và chỉ còn những cái lỗ hổng toang hoác của gạch và vôi mà rêu đã có thể mọc trên đó. Và tình cờ tôi lên Đà Lạt vào đêm rằm. Trăng ở vùng cao to hơn ở thị thành. Ánh sáng cũng mạnh mẽ hơn. Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà hoang đẹp đến như vậy khi mà ánh sáng của đêm trăng xuyên qua những cái ô trống hoang của ngôi biệt thự đó. Và nó lộng lẫy như một tòa lâu đài cổ tích. Tôi chợt hiểu lời khen năm xưa là gì. Họ đã phải hoang phế nhiều lắm, cho đến khi cái duyên gặp nhau chỉ là một đêm rằm để tôi được là ánh trăng, và anh là lầu hoang đẹp trong một đêm duy nhất. Ba bức tranh tuyệt đẹp của ba chặng cuộc đời tôi đã được vẽ nên bởi một người duy nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Và cho đến tận sau này khi làm một người dẫn chương trình, tôi mới được biết điều đó. Lời cảm ơn có gửi đi cũng muộn và thừa. Ông đã gieo lại trong lòng không biết bao nhiêu thế hệ khán thính giả Việt Nam ở bất kỳ vùng miền nào những bức tranh đẹp đến nao lòng như vậy. Những bức tranh giữa thời chiến, những bức tranh mà một người con trai có thể khen nịch một cô gái, có thể là một cô thanh niên xung phong đang đào kinh. Và da, làn da con gái Việt Nam thì thích trắng, nhưng cô ấy đã bị rám nắng mà khen người ta rằng nay da em nâu, tươi màu suy nghĩ. Lao động cần lao kia nó còn có cả tư duy và trăn trở của người con gái, được khen tụng rằng nó nâu, nó rám nắng mà nó tươi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã không còn sáng tác gì nữa. Ba tôi cũng chả còn để hát lại dư âm. Còn tôi vẫn sống tiếp, làm tiếp những chương trình. Có lẽ bạn sẽ chọn nghe những lúc về đêm, để nếu đời mình là lầu hoang, xin để cho những dư âm ngày cũ như được là ánh trăng một đêm thôi. Cứ làm lầu vắng nhé, để âm nhạc là ánh trăng. Và chúng ta cùng tìm về một chút xíu trong ký ức với những dư âm còn lại trong kỷ niệm của mỗi người. Đêm qua mưa giáng, em đang ôm đàn diêu muôn tiếng thơ. Không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trắng vờn làn sóng. Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi, đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở ban đầu. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát gieo lên trong lòng anh bao nhớ nhung.
đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa em đến cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh đến cõi mơ hồ nào thấy.